Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, phước hạnh của Chúa ngày ban cho chúng ta ở trong ơn của Chúa, vì chúng ta có thể không còn cha thuộc thể ở với chúng ta. Chúng ta có cha đời đời của chúng ta ở trên trời, đấng luôn ở cùng, đấng luôn ban phước và đấng sẵn sàng để can thiệp vào trong đời sống của chúng ta để ban phước cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Anh cảm ơn Chúa, mình xin Chúa ngày ban ơn để chúng ta ở trong tháng 6 này là tháng mà chúng tôi định làm tháng tập trung đặc biệt dành cho quý ông, để chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta khích lệ nhau để quý ông có thể làm tròn trách nhiệm mà Chúa ngày ban cho. Điều này không có nghĩa là các chị em được quyền ở nhà, chúng ta cũng cần phải nghe, biết để chúng ta yểm trợ chồng của mình, vì một người phụ nữ khôn ngoan là người rất vui khi thấy chồng của mình được mặc lấy và được trang bị để có thể làm người lãnh đạo của gia đình. Bởi vì đó là công việc mà Chúa đã định cho người chủ gia đình, người đàn ông trong gia đình. Và chúng ta cũng biết có rất là nhiều người phụ nữ khi có thời giờ tư vấn, họ đã khóc ở trong nước mắt và nói rằng: "Mục sư ơi, tôi rất là đau khổ bởi vì chồng của tôi không hướng dẫn gia đình. Tôi phải quán xuyến những công việc mà tôi không có được Đức Chúa Trời dựng nên để làm lãnh đạo của gia đình. Cho nên làm những quyết định và làm những công việc rất khó." Nên các anh em của tôi nhớ điều đó để chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã dựng nên người đàn ông để làm người lãnh đạo, người làm chủ gia đình. Và Chúa Ngài muốn chúng ta biết cái vai trò, cái vị trí của người chủ gia đình, người đàn ông ở trong gia đình, để chúng ta có thể yểm trợ, chúng ta có thể cầu nguyện. Và các chị em mà đã mất chồng, đã về với Chúa, thì chúng ta vẫn có thể đứng vào trong vị trí để chúng ta cầu nguyện cho những người nam khác ở trong hội thánh, cho cái thế hệ kế tiếp của chúng ta, những thanh thiếu niên trong hội thánh, để chúng nó cũng lớn lên và kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài đã dành cho đời sống của một người nam, một người chủ gia đình. Tôi đã cam kết và đứng chung với một tổ chức mà nỗ lực của các lãnh đạo, của các anh em, các đầy tớ của Chúa đang bước đi trong một cái khải tượng. Đó là xin Chúa Ngài giúp đỡ để sẽ có một sự tái khám phá lại nam tính ở trong một cái thế giới đầy thử thách này. Vì anh chị em, nhất là các anh em hãy nhớ điều này, nam tính ở Mỹ chưa bao giờ bị tấn công như ngày hôm nay. Chúng ta đi đến cái mức mà khi nghe thuật ngữ nam tính này thì đã bị coi là một cái loại độc hại toxic, và là cái loại độc hại gây khó chịu cho nhiều người. Cho nên đàn ông ở tại Mỹ này đang bị lẫn lộn về vai trò của mình. Vì xã hội, thông điệp luôn luôn bắn tin ra một cách phổ biến ở trong quốc gia này, đó là nam tính về bản chất là xấu, và nguyên nhân sâu xa của nhiều vấn đề đang gây ra những khó khăn trong xã hội chúng ta. Đó là cái nhìn của thế giới chung quanh của chúng ta ở ngoài kia. Họ đổ thừa tất cả những cái việc như là phân biệt chủng tộc đến ấu dâm đều bị đổ lỗi cho những người có nam tính độc hại. Và một số trường cao đẳng và đại học hiện đang mở các lớp học về cách khắc phục và giải cứu khỏi hiện tượng rất đe dọa được gọi là nam tính này. Họ tìm đủ một cách để huấn luyện và gột khỏi tâm trí của những người nam, bắt đầu từ tấm bé, để chúng lớn lên không là một người nam có nam tính, nhưng mà là một người nam có nữ tính. Bởi vì nam tính là điều độc hại và điều cần phải loại bỏ. Điều này đã xảy ra từ năm 1959 cho đến bây giờ. Bởi vì có những cái đầu óc, họ muốn kể như là kỹ sư của xã hội đó. Họ đã thiết kế một cái chương trình là dẹp cho bằng được những người đàn ông, đánh hạ và khiến cho họ không còn biết mình là ai, để gia đình của họ sẽ tan nát và xã hội này sẽ nằm ở dưới quyền kiểm soát của họ. Đó là vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Anh chị em, đến như vậy, có những cua học ở trong các trường cao đẳng và đại học hiện nay đặc biệt dành cho việc để đưa những người nam vào đó học để được tẩy não rằng mình
đừng bày tỏ ra cái nam tính của mình. Thật ra cái mục tiêu phía sau của họ là biến những người đàn ông trở nên càng nhiều nữ tính chừng nào càng tốt chừng đó. Là lãnh đạo của Hội Thánh, chúng tôi lo ngại về việc tấn công này vào những người đàn ông ở trong xã hội ngày hôm nay, ở tại Mỹ này cũng như ở khắp mọi nơi. Tôi cũng theo dõi rất sát quê nhà của chúng ta, thì chúng ta thấy việc này cũng đang xảy ra. Nó đã khiến những gia đình tan rã và đưa đến tình trạng Hội Thánh và cộng đồng của chúng ta sẽ không có sự lãnh đạo của nam giới. Cho nên chúng tôi chọn tháng 6 này vì có ngày Father Day để chúng ta nhấn mạnh tháng này là tháng của nam giới. Chúng ta tập trung vào để chúng ta học, để chúng ta đối diện và trang bị, để chúng ta sẽ đứng lên và giành lại quý ông cái quyền được làm người nam đầy nam tính như Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta. Chúng ta sẽ tập trung vào năm yếu tố nền tảng của nam tính. Thứ nhất là người cung cấp, thứ hai là người hướng dẫn, thứ ba là người bảo vệ, thứ tư là người chiến đấu, và thứ năm là người tuyên quý hay là người trưởng lão, thầy tế lễ của gia đình. Đó là ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên một người nam, là một cái người có thể cung cấp cho gia đình của mình. Và Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam với một bộ xương to hơn, với cơ bắp, bắp thịt mạnh hơn, để bảo vệ, để làm lụng, để chăm sóc, để chu cấp cho gia đình của mình. Xin Chúa Ngài ban phước, vì tôi tin rằng Chúa muốn những người đàn ông hiểu rằng thiết kế của Chúa dành cho họ không thay đổi. Chỉ có xã hội mà thông điệp gửi đến cho họ ngày hôm nay bằng những cách khác nhau của truyền thông, của phim ảnh, của sách báo đã đổi để phá hủy họ. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời luôn luôn là chân lý nền tảng của chúng ta. Vậy chúng ta trở lại với lời của Đức Chúa Trời là chân lý, chúng ta sẽ được lời của Chúa bày tỏ và xác nhận với chúng ta một nam tính theo định nghĩa của Kinh Thánh là gì, để chúng ta có thể sống và bày tỏ ra đúng như ý định của Chúa khi Chúa Ngài dựng nên chúng ta. Một người cha tốt, mạnh mẽ và dũng cảm theo định nghĩa của Kinh Thánh là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người đàn ông dũng cảm? Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, câu số 13. Đây là kết thúc của thư tín thứ nhất mà ông gửi cho Hội Thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Ông bày tỏ trong mấy ý niệm mà chúng ta cần để ý đến tại đây. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Những từ này cho chúng ta thấy có một trận chiến đang diễn ra. Mọi người lính ở trong trận chiến này không thể ngủ mê được, cho nên anh em hãy tỉnh thức. Chúng ta cũng không thể nào yếu đuối được mà hãy đứng vững ở trong đức tin, cũng không thể nhút nhát được mà phải can đảm và mạnh mẽ. Strong and courageous. Tôi đọc lại câu Kinh Thánh này để các anh em như là một thế lời triệu binh cho những người nam ở trong Hội Thánh của Chúa. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững ở trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Vì gia đình của chúng ta, vì đời sống của chúng ta, vì cộng đồng của chúng ta, vì xã hội, vì đất nước của chúng ta đang đi đến chỗ bị tiêu diệt. Trận chiến mỗi ngày một rực lửa đối với con cái của chúng ta, nhất là con trai của chúng ta. Vì tất cả những cái nỗ lực của thế giới tối tăm đang tìm đủ một cách để biến chúng nó trở thành những đứa con trai với nữ tính. Vì mục tiêu của họ chúng ta biết rồi, sẽ đến một lúc họ muốn rằng những người đàn ông không còn biết mình là ai nữa. Cho nên có những nỗ lực, có những tài liệu người ta đang in ra phổ biến và dạy cho con em chúng ta ngay từ trong tuổi của mẫu giáo.
Đó là hãy đến để thầy cô sẽ giúp cho các em nhận biết mình là con trai hay là con gái. Chuyện rất là đơn giản mà Đức Chúa Trời Ngài đã định rồi, khi một đứa trẻ sanh ra nó là trai hay là gái nó biết. Nhưng bây giờ cần được các thầy cô giúp đỡ để chúng nó nhận biết mình là trai hay gái. Chúng ta biết mục tiêu của họ rồi. Đến để họ nhồi nhét và đặt vào trong các em một tư tưởng. Đó là hãy đánh dấu hỏi trở lại về cái nam tính của mình. Tôi không biết điều này nó có gây nên một cái sự căm phẫn trong anh em hay không, nhưng mà cá nhân tôi thì điều này không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể nào đứng yên để cho xã hội và những đầu óc đen tối tấn công vào con trai của chúng ta, gia đình của chúng ta, hậu tự của chúng ta, thế hệ kế tiếp của chúng ta. Nếu Chúa chưa trở lại, họ tiếp tục họ làm được những công việc mà chúng ta yên lặng để cho họ làm đó, thì chúng ta thấy gia đình ở trong thế hệ kế tiếp sẽ là một cái khủng hoảng lớn. Cho nên các anh em lắng nghe, chịu học hỏi và xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ nhắc nhở con để con biết cái vai trò của con và đứng lên để làm người hướng dẫn gia đình. Các chị em hãy nhớ cầu nguyện yểm trợ cho chồng của mình, cho con trai của mình, cho các anh em nam giới ở trong hội thánh của Chúa. Vì chúng tôi đang ở trong một vị trí là bia tấn công của xã hội ngày hôm nay. Năm 1959 có một cái tổ chức gọi là Cộng sản ở tại Hoa Kỳ này. Họ đã có một cái kế hoạch, họ đã viết một quyển sách. Và trong cái kế hoạch của họ là họ sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt nam tính ở tại đất nước này, để rồi họ có thể tiêu diệt gia đình ở tại đất nước này theo như tinh thần của chế độ vô thần của họ, để rồi họ sẽ biến đất nước này trở nên một đất nước vô thần. Chúng ta biết tất cả đều truy về kẻ thù chung của chúng ta là Satan. Và họ đã lấy những cái mảnh đất mỗi lần một chút, đến một cái mức độ mà ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng họ đã đạt được rất là nhiều kết quả và đi rất xa. Đến lúc những người nam chúng ta cần đứng lên, đứng một cách can đảm, và có những lúc chúng ta chấp nhận là nếu không có ai đứng, một mình tôi đứng. Như Giô-suê đã tuyên bố, các anh cứ chọn ngày hôm nay, muốn chọn để thờ phượng các thần của dân ngoại ở bên kia sông, nhưng mà tôi và nhà tôi, ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Ông muốn nói đến một điều, đó là các anh có thể đi, nhưng mà tôi chọn cái quyết định là nếu tôi phải đứng một mình, tôi đứng một mình. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa và đất nước xứ sở của chúng ta cần những người nam có cái sự can đảm đó. Chúng ta không cần phải nhìn bên trái bên phải coi mấy người đàn ông khác họ làm cái gì. Phần của chúng ta tập trung hướng về Chúa, nhận nơi phước hạnh từ nơi Chúa, và chúng ta dám đứng để đối diện với những vấn đề của xã hội ngày hôm nay. Nếu chúng ta phải đứng một mình, chúng ta cứ đứng một mình. Và tôi đã chọn thái độ này trong nhiều thập niên qua, giảng những điều mà người ta không nói đấy. Có nhiều khi họ nói, ông nhấn mạnh quá nhiều điều. Anh chị em, nếu đó không phải là điều quan trọng, thì tôi là người hầu việc Đức Chúa Trời và đã dâng trọn cuộc đời của mình để hầu việc Chúa, tôi sẽ không nói những điều đó. Tôi sẽ không giảng những điều không cần thiết. Và lý do phải giảng, phải trang bị, phải nuôi dưỡng, hầu cho Đức Chúa Trời Ngài sẽ tìm thấy một dân sẵn lòng để được Chúa Ngài sử dụng ở trong những ngày trước mắt. Mình xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta, hỡi các anh em của tôi là những người nam trong hội thánh đang nghe tôi và những người đang nghe bài giảng này và sẽ nghe bài giảng này, chuẩn bị. Và đến lúc cần chúng ta sẽ đứng dậy, sẽ trỗi dậy một cách can đảm, đối diện vấn đề, và cảm ơn Chúa chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này. Vì niềm hy vọng duy nhất cho xã hội ngày hôm nay đến từ hội thánh của Chúa, là những con người đã được Chúa biến đổi và tái khám phá được lý do tại sao Đức Chúa Trời dựng nên mình và đặt mình ở trong thế giới này, trong thời điểm này. Vì nếu chúng ta không biết mình là ai, chúng ta sẽ không làm gì được hết. Một người cha tốt, mạnh mẽ, dũng cảm theo định nghĩa của Kinh Thánh là gì? Làm sao để chúng ta có thể trở thành một người đàn ông dũng cảm như vậy?
Nếu chúng ta đi theo tiêu chuẩn của thế giới xung quanh của chúng ta tuyệt vọng. Nhưng cảm ơn Chúa có một tiêu chuẩn đứng vững bao nhiêu thời đại, không bao giờ thay đổi. Đó là lời của Chúa. Lời của Chúa là lời còn lại cho đến đời đời. Và trong tất cả những lĩnh vực khác ở trong đời sống chúng ta cũng biết, Kinh Thánh luôn luôn chỉ cho chúng ta cái cách tốt nhất, hiệu quả nhất để làm bất cứ điều gì, kể cả trở thành một người cha tốt. Cho nên các anh em của tôi phải là người của Kinh Thánh. Anh em có thể là người của Facebook hay là những người của cái gì đó trước đây, nhưng mà xin Chúa ngày cho hôm nay một hồi chuông tỉnh thức, chúng ta phải là người của Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên loài người của chúng ta, ở trong các lễ cưới chúng tôi luôn nhắc nhở, Đấng đã dựng nên hôn nhân cũng có những lời chỉ dẫn thế nào để có một hôn nhân hạnh phúc. Và đó là lời mời của tôi để người tuyên đọc Kinh Thánh ở trong ngày lễ cưới chuẩn bị để đọc lời của Chúa. Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài, như một hãng sản xuất một cái vật gì đó, một cái vật dụng gì đó, luôn luôn có sách chỉ dẫn cách nào để có thể sử dụng nó tốt nhất, cách nào để có thể bảo trì nó. Và nếu nó không hoạt động thì troubleshooting, tức là tìm dò xem coi nó trật chỗ nào để có thể biết được để chỉnh sửa, hầu cho cái máy nó có thể hoạt động đúng như cách của nó. Kinh Thánh là bản chỉ dẫn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết cuộc đời của chúng ta Chúa đã định nó hoạt động như thế nào. Kinh Thánh, lời của Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết, thí dụ như những vật dụng cần sử dụng điện, thì bản chỉ dẫn cũng nói chúng ta rất rõ đây là điện 110 hay là điện 220. Chúng ta cắm lộn một cái trái máy. Xe chúng ta mua về, bản chỉ dẫn cũng nói với chúng ta xe này đổ loại xăng nào. Regular unleaded, unleaded hoặc là premium. Nếu chúng ta đổ xăng sai, xe của chúng ta sẽ hoạt không hoạt động đúng như cách mà nó đã định và có thể bị hư hỏng. Đức Chúa Trời đã công bố lời của Ngài ở trong Cựu Ước, và Đức Giê-xu cũng tuyên bố loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, bèn là nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Cái đó là supreme unleaded đó các anh em. Chúa đã định xe của chúng ta, cuộc đời của chúng ta sống hoạt động nhờ lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Sách học làm người, những cái điều mà anh em có thể theo học, tất cả những điều đó nó giúp được một phần nào. Nhưng mà đọc lời của Chúa, ghi khắc lời của Chúa, suy gẫm và làm theo, thì có như vậy chúng ta mới được phước, được may mắn ở trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhận biết lời của Chúa có một giá trị như vậy. Anh chị em, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tại sao? Không phải chỉ vì Đức Chúa Giê-xu xưng Đức Chúa Trời là Cha và dạy chúng ta làm như vậy, nhưng mà là vì Đức Chúa Trời thật sự là Cha thiên thượng của chúng ta. Đấng đã sanh chúng ta ra, Đấng đã dệt nên chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta. Vì vậy Ngài là gương mẫu, là hình mẫu, là tiêu chuẩn để chúng ta đo lường cương vị làm cha của chúng ta. Chúng ta trở lại với những chương đầu của Sáng Thế Ký, chương 1, chương 2, chương 3. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài tạo nên vũ trụ và muôn vật. Nhưng tuyệt đỉnh của tạo vật của Chúa đó là Adam và Eva. Vì các loài khác Đức Chúa Trời Ngài dựng nên bằng phán một tiếng, Ngài dựng nên nó. Nhưng mà cái tạo vật này, ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mọi vật sống hành động trên mặt đất. Đây là tạo vật duy nhất mà Đức Chúa Trời, như là Ngài dựng nên một cái phản ảnh, như là gương phản ảnh chính mình Ngài. Cho nên con người của chúng ta đặc biệt là như vậy. Có một vị luật sư rất là nổi tiếng ở tại Houston today, ông thuyết trình một bài, ông nói rằng Đức Chúa Trời, chúng ta được dựng nên bởi ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cho nên mạng sống của con người quý lắm. Các loài khác nó chết, chúng ta có thể bỏ nó cho nó sình thối gì đó, nhưng mà con người của chúng ta khi mà tắt hơi đó thì có một sự chôn cất đàng hoàng. Tại sao? Vì chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng và giống như Đấng đã dựng nên chúng ta là Đức Chúa Trời. Đó là giá trị của sự sống. Chúa tiến hóa cho chúng ta thấy rằng, hay là nó dạy cho con cháu của chúng ta, con người của chúng ta bắt đầu bằng một đơn tế bào rồi tiến hóa từ từ.
xuống nước rồi lên bờ, leo lên cây, rồi tuột xuống rụng đuôi, đi ban đầu khom khom, từ từ thẳng lên và cuối cùng làm loài đi ở trên chân của mình, từ vượn người sang con người. Nghe thấy nó cũng có lý. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Và cái nguy hiểm ở đây nè chị em, nếu con người của chúng ta không khác gì các vật khác, từ một đơn tế bào lên, thì cái chuyện nổ súng giết một người thì cũng giống như mình đi ra, mình lấy cái cây dao, mình chặt một cái ngọn cỏ, hay là chặt một cái nhánh cây, hay là đốn một cái cây. Cho nên đừng có nói đến tại sao giết người như vậy, tại sao nổ súng đến như vậy. Vì chúng ta đã dạy những người này rằng họ từ những đơn tế bào tiến hóa, từ khỉ trở nên người. Không biết nguồn gốc của mình đến từ Đức Chúa Trời, thì con người của chúng ta sẽ không biết mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu. Thì cuộc đời đâu có ý nghĩa và đâu có trách nhiệm. Nếu tôi không chịu trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời trong cái việc phạm tội, làm những điều ác, thì đố mà ai có thể cản tôi làm những công việc đó. Nhưng khi nhận biết có một Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta, dựng nên tôi, và tôi sẽ trả lời trước mặt Ngài về tất cả mọi việc tôi làm, lời tôi nói. Anh chàng có biết không? Chúa Giê-xu nói rằng luôn cả mọi lời nói của chúng ta, Đức Chúa Trời cũng sẽ đòi chúng ta đến để chúng ta trả lời tại sao chúng ta ăn nói như vậy. Và khi nhận biết được điều đó, là có một ngày tôi phải đứng trả lời trước mặt đấng tạo hóa của tôi về tất cả mọi việc tôi làm, điều đó để lại trong tôi một cái sự kính sợ là có một hậu quả cho tất cả những việc tôi làm và lời tôi nói. Sự kính sợ đó sẽ làm cho con người của chúng ta giảm bớt cái việc phạm tội. Đó là lý do tại sao người ta cho thấy rằng khi đem 10 điều răn ra khỏi trường học thì nước Mỹ này phải mang máy dò kim loại và cảnh sát để canh giữ. Thì có những người phụ nữ, những người mẹ vô thần mà nói rằng tôi không muốn cho con cái của chúng tôi đọc 10 điều răn được treo ở trong các cái hallway, các lối đi của trường học. Tại vì chúng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi 10 điều răn đó. Vì những điều răn đó cấm nó không cho nó làm những việc mà nó cần làm để nó có một cái sự tự do thật. Không muốn cho con của mình tiếp xúc với cây thước của luân lý, của đạo đức, thì nó có cái gì để đo? Anh chị em, đó là kế hoạch của họ, của thế giới tối tăm, muốn phá hoại các thế hệ, rồi cuối cùng nó sẽ dẫn đến chỗ gia đình xã hội của chúng ta cũng sẽ nát theo. Trở lại, trong những giây phút đầu thì Đức Chúa Trời trong hình ảnh của một người cha, và Adam và Eva là hai người con, những đứa trẻ ở trong khu vườn Ê-đen là nhà của họ. Và Chúa Ngài đã thể hiện ra những điều mà chúng ta cần học. Vì Đức Chúa Trời là tấm gương toàn hảo cho chúng ta về tình phụ tử. Hãy xem những gì Ngài đã làm với Adam. Vì bằng cách đó chúng ta có thể dùng các nguyên tắc tương tự ở trong cuộc sống của mình. Nguyên tắc đầu tiên của vai trò làm cha đó là sự cung cấp. Cảm ơn Chúa. Chúa đã cung cấp cho họ. Ngài đã cung cấp cho họ như thế nào? Ngài đặt họ vào trong một môi trường nơi tất cả những nhu cầu vật chất của họ được đáp ứng. Trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài không dựng nên con người chúng ta trong ngày đầu tiên. Nhưng mà Ngài phải dựng nên ánh sáng, rồi Ngài dựng nên cây cỏ, Ngài dựng nên các loài khác trong 5 ngày để lập trật tự ở trong vũ trụ này. Chúng ta biết mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều của quả địa cầu của chúng ta và nhiều nhiều thứ nữa. Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt hết tất cả một cái môi trường trọn vẹn. Rồi ngày thứ 6, ba ngôi Đức Chúa Trời mới nói với nhau, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta, theo tượng ta. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài dựng nên cá bằng cách Ngài phán với nước, thì nước là môi trường sống của cá. Bắt cá là khỏi nước nó chết. Và Đức Chúa Trời Ngài phán với đất khi Ngài dựng nên các loài sống ở trên mặt đất. Và đất là môi trường của nó, đem các loài thú ra khỏi đất, bỏ nó vào ở trong nước nó chết. Khi Ngài phán với đất để sanh ra cây cỏ, nếu chúng ta nhổ cỏ ra khỏi, chúng ta nhổ cây ra khỏi đất, cây cỏ sẽ chết. Và cùng một nguyên tắc, khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên loài người của chúng ta, Ngài phán với chính Ngài, chúng ta
hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta. Khi chúng ta kéo cuộc đời của chúng ta ra khỏi Chúa, Chúa là môi trường sống của chúng ta. Không có Chúa chúng ta chết. Anh chị em, điều này xác nhận với chúng ta một cái điều rất là quan trọng, đó là tất cả các tôn giáo khác không làm gì được cho sự sống đời đời của chúng ta. Vì những người lãnh tụ của các tôn giáo đó, những người sáng lập ra các tôn giáo đó, họ không dựng nên chúng ta. Họ không phải là môi trường sống của chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Trời đấng đã dựng nên con người chúng ta. Chúng ta phải liên lạc và ở trong Ngài, còn không chúng ta ở ngoài môi trường sống của mình. Cảm ơn Chúa. Cho nên các anh em của tôi, khi chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta ngáp ngáp, sắp chết, như cá đã bị bắt và rỗng ở trong cái lòng của nó, cái thùng. Khi chúng ta đi ở trên bờ hồ, chúng ta ra bờ sông, chúng ta ra bờ biển, chúng ta thấy có một người đang đứng câu cá, và chúng ta thấy có cái thùng. Chúng ta đến, chúng ta nhìn vô, chúng ta thấy có một con cá ở trong đó. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là gì? Còn sống không? Tại sao? Vì chúng ta biết rằng chắc chắn nó sẽ chết, tại vì nó đã bị bắt ra khỏi cái môi trường sống của nó. Dù người ta có rộng, ở trong cái thùng thì cũng chỉ là kéo dài cái sự sống của nó thêm một vài phút, một khoảng thời gian nào nữa, và nó sẽ chết. Hãy liên lạc với Chúa ở trong ơn của Ngài, trong sự chu cấp của Ngài. Ngài cung cấp cho loài người của chúng ta, đặt vào ở trong một môi trường tuyệt vời, nơi mà tất cả những nhu cầu về vật chất của họ được đáp ứng. Nó không phải là một cái sa mạc nóng như cái nóng của Houston trong mấy ngày qua. Nó cũng không phải là cái nơi cực bắc, lạnh vô cùng. Ngài đặt họ vào thiên đường, paradise. Một nơi tuyệt vời đến nỗi chưa bao giờ được trải nghiệm kể từ đó, cũng như sẽ không được trải nghiệm cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ làm mới lại muôn vật. Khi trời mới, đất mới được dựng nên. Đúng, anh chị em nghĩ đến đây thì rằng chúng ta không thể cung cấp thiên đường cho con cái của mình, nhưng mà chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ở trong ơn của Chúa. Và đây là chỗ mà niềm tin của chúng ta và sự hiện diện của Chúa. Tôi lớn lên trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, hồi nhỏ được dạy một cái bài hát. Tôi nhớ ngoại của tôi thường hay hát. Tôi thuộc lòng. Bài hát nói lên dù cái điều kiện của nó không có gì đặc biệt. Nhà siêu vách nát, tường cột lung lai, có Chúa ngự vào, hóa thiên cung ngai. Có Chúa, cái nhà dù nó có tường siêu vách nát, nó cũng có thể trở nên thiên cung bởi vì Chúa ngự. Và một khi Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài thì cái căn nhà đó nó sẽ được xây dựng trở lại ở trong phước hạnh. Amen. Chứ đừng nói, ô tôi không có cái gì để cho con của tôi không có nhiều điều kiện để cho con. Chúng ta có rất nhiều khi chúng ta có Chúa. Phần lớn đàn ông của chúng ta thực hiện được điều này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy những khu nhà tiền chế, house trailer, sắp sập. Những đứa trẻ thì mặc quần áo lết hết bẩn thỉu, chơi ở trong sân đầy rác. Vậy mà cũng thấy có những chiếc pickup truck, những xe tải nhỏ mới, có những chiếc thuyền đi câu cá mới, hoặc là một cái chiếc TV màn hình lớn. Tại sao? Vì sự ích kỷ của những người cha. Phaolô nói về những người ích kỷ không biết lo cho gia đình của mình như thế này. Ở trong Timôthê thứ nhất chương 5 câu số 8: nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình của mình, thì người ấy chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình của mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Chúng ta hãy chăm sóc cho gia đình của mình. Ở những người cha, hãy để ý đến việc cung cấp cho gia đình, chăm sóc cho gia đình của mình. Không nhất thiết là chỉ là tiền bạc mà thôi. Anh em đừng nghĩ đến mỗi lần chúng ta nói đến cái việc cung cấp, việc chu cấp thì chúng ta nghĩ đến tiền liền. Tiền là một cái nhỏ. Chúng ta cần cung cấp cho con cái của chúng ta lời của Chúa,
sự cầu nguyện của chúng ta cho con cái của chúng ta, vì Chúa đặt chúng ta ở trong cái vị trí có thẩm quyền để có thể bày tỏ cái quyền pháp lý trong sự bảo vệ con cái của chúng ta, vợ con của chúng ta bởi lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có thể cung cấp cho con cái của chúng ta những nguyên tắc sống. Chúng ta có thể cung cấp cho con cái của chúng ta những cái kinh nghiệm trong đời sống. Và nhất là chúng ta có thể cung cấp cho con cái của chúng ta sự chúc phước của chúng ta. Tôi ngạc nhiên vì quan sát và thấy của những người họ sống sao nó khác hơn cái cách mà tôi được nuôi dưỡng và lớn lên. Nghiên cứu truy cho cùng thì mới thấy được rằng lý do bởi vì tôi được một cái phước mà các anh em nó không có. Tức là tôi nhận được sự chúc phước, lợi chúc phước từ nơi ba của tôi. Thì có nhiều người họ sống ráng cố gắng để đi tìm một cái sự chấp nhận nào đó. Họ không tìm được ở trong gia đình cho nên tìm sự chấp nhận của chỗ này, chỗ kia, của xã hội. Và không có một sự can đảm để đứng lên cho chính mình vì sợ rằng mình sẽ bị khước từ. Tôi cảm ơn Chúa vì ba của tôi đã có lời chúc phước ở trên đời sống của tôi. Tôi nhớ nó như là một ngày hôm qua. Một buổi chiều, ba tôi nói rằng Khánh đi uống cà phê với ba. Tôi ngạc nhiên, bữa nay ba của mình rủ mình đi uống cà phê lạ nha. Leo lên ôm ông mà xe chạy đi đến một cái quán cà phê. Ông ngồi và nói chuyện với tôi, ông nói rằng con đã lớn đủ và ba quan sát thấy con có sự trưởng thành. Và hôm nay ba muốn tâm sự với con những điều này. Con phải trỗi dậy làm một cái người để tiếp tay trong việc hướng dẫn gia đình. Thì ba không biết là ba có thể tiếp tục hướng dẫn được gia đình hay không. Thì trong cái thời đó, ngụy quyền mà. Cho nên là những ngày lễ, đặc biệt một cái là bác ông phải ôm cái chiếc chiếu đi vô cái trường của trường trung học của bên Nam ở đó. Qua ngày lễ mới được trở về. Không biết lúc nào, trong cái thời gian đó thì cũng rất là bấp bênh, không biết là mình có được sống hay là không. Tôi nhớ ba của tôi nói, bây giờ con có thể đứng lên vào trong vị trí để hướng dẫn gia đình, để phụ với mẹ chăm sóc các em. Con có thể làm được. Con đã học nơi ba nhiều điều và ba đã truyền lại cho con. Và đêm đó là đêm đầu tiên mà tôi uống cà phê phin. Chứ không phải cái loại cà phê xé túi bỏ vô đổ chút nước sôi uống liền. Người ta nén cái số cà phê ở trong cái phin nó rất là đặc rồi xiết nó xuống chứ. Đổ nước sôi vào thì nó nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt. Nó nặng, nó nồng và nó đặc đến độ. Mà một sư đất suy ngơ, có lần ông nói, cà phê của Việt Nam, khi mà khuấy nó xong, bỏ buông cái muỗng ra, cái muỗng vẫn đứng thẳng đứng bởi vì nó đặc quá. Những gì ba tôi truyền đạt và có lời chúc phước ở trên tôi khiến cho đêm đó cộng với cà phê phin tôi ngủ được. Tôi nằm cứ nhìn cái trận mùng của mình. Mẹ của tôi chạy ra nói, anh ơi, sao anh cho con nó uống cà phê mà đậm như vậy? Gia đình của tôi hồi đó có bán nước ngọt, tiệm tạp hóa. Mẹ tôi chạy ra lấy một cái chai lemonade, mở ra cho uống, con ráng con uống để cho nó giả cà phê để con có thể ngủ được, chứ còn mắt cứ mở nhìn trần nhà, nhưng thật ra bên trong thì nhiều thứ đang diễn ra. Tôi nhớ một cái hành động kế tiếp là sáng hôm đó, tôi xách giỏ đi chợ. Tôi nhớ cái bữa đó là cái bữa mà tôi nấu cái món cơm sườn nướng để cho mẹ và các em ăn. Rất ngon, cảm ơn chị hỏi. Mẹ tôi ngạc nhiên, làm sao có thể làm được công việc này và tại sao phải làm? Thì dần dần thì ba tôi có tâm sự cho mẹ tôi biết. Và cái cao điểm khi tôi rời Việt Nam, cái hôm mà tôi rời quê của tôi thì bởi vì 30 ngày họ giam lỏng. Bắt sáng phải cầm cái cuốn sổ ra cái chỗ tòa giảng của Phật giáo Hòa Hảo, có cái tòa sen đó. Họ đang ngồi họ đánh cờ tướng, đưa họ đóng một cái mọc, đưa một cái là buổi sáng. Chiều phải đi ra cho họ đóng một cái nữa. Trong 30 ngày như vậy, không được đi đâu xa. Nhưng mà cái ngày cuối cùng khi mà được cái mọc cuối cùng thì sáng hôm đó chúng tôi liền rời. Tôi không gặp mặt bà thôi. Nhưng ông viết một cái lá thư và nhờ mẹ của tôi mang theo để gặp tôi. Khi tôi ở một cái địa điểm để chuẩn bị để xuống thuyền vượt biển. Trong lá thư đó, ông chúc phước và căn dặn.
cũng như nhắc nhở bà giao con cho Đức Chúa Trời. Là đấng mà khi Ngài ở cùng thì loài người làm gì chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Trong những câu chuyện trao đổi tôi mới biết rằng có rất là nhiều anh em chưa bao giờ được một cái lời chúc phước từ nơi cha của mình. Mình không biết là mình được yêu thương, mình được chấp nhận, mình được cha yêu quý. Nhưng mà lời chúc phước của người cha rất là quan trọng. Vì người cha có thể cung cấp cho con của mình cái lời chúc phước này. Abraham chúc phước trên Isaac, ông đặt tay trên Isaac, ông chúc phước. Isaac đặt tay trên Jacob, chúc phước cho Jacob. Jacob đặt tay trên các con trai của mình và chúc phước luôn cả cho cháu nội của mình. Và trong lúc chúc phước như vậy thì các trưởng tộc đã chạy ơn Chúa và có những lời tiên tri về cuộc đời của cái người con, người cháu mà mình đang đặt tay chúc phước đó. Việc đã xảy ra giống như vậy. Đức Chúa Trời có định một cái sự cung cấp mà tất cả những người đàn ông của chúng ta cần. Đó là lời chúc phước từ nơi người cha của mình. Gần 39 năm trong sự hợp việc Chúa, chúng tôi có nhận những người con thuộc linh. Vì họ thiếu cái sự chúc phước của người cha của mình. Vì cha qua đời là người cha không có tin Chúa. Ông mắng mình nhiều hơn là ông chúc phước cho mình. Cho nên họ muốn nhận cái sự chúc phước của người cha. Và chúng tôi tạ ơn Chúa vì được vinh dự để đứng vào trong vị trí đó để có thể chúc phước trên những cuộc đời này. Cảm ơn Chúa. Các con của tôi thì trong ngày lễ hôn phối của chúng nó, chúng tôi cũng cảm ơn Chúa và có những lời chúc phước. Chúc phước trên con rể, chúc phước ở trên con gái của mình và đặc biệt là chúc phước trên hai người con trai của mình. Nói đến đây thì tôi biết rằng một số anh em có thể nói rằng hôm xưa tôi, bây giờ ba của tôi đã qua đời. Nhưng mà tôi chưa bao giờ được một lời xác nhận và chúc phước từ nơi ba của tôi. Chẳng Chúa, Chủ nhật tuần tới chúng tôi sẽ trong thời giờ cầu nguyện cho các anh em trong ngày lễ của những người cha. Chúa cho phép chúng tôi sẽ cảm ơn Chúa và chúc phước trên những ai muốn nhận sự chúc phước. Tôi kể đó là một cái vinh dự. Vì tôi thấy cái giá trị của nó trong cuộc đời của những thánh tổ. Từ Abraham, Isaac, Jacob, Joseph và vân vân chúng ta thấy. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng chúc phước cho các môn đệ của Ngài. Ban phước trên họ. Ngài chúc phước cho những đứa trẻ khi người ta đem các con trẻ đến với Ngài. Cái sự chúc phước rất là quan trọng. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ nhận được cái sự chúc phước từ nơi Đức Chúa Trời. Là cha thiên thượng của chúng ta, vì Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta tất cả mọi sự. Ngài có thể sử dụng những con người để làm những người có xương có thịt ở trước mặt chúng ta để có thể ban phước ở trên chúng ta. Nhưng mà tối cao Ngài chính là đấng có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Nguyên tắc thứ hai của vai trò làm cha đó là sự hiện diện. Chúa đã hiện diện với họ. Đức Chúa Trời đã chu cấp cho họ nhưng Ngài không bỏ rơi họ. Adam và Eva không phải là những đứa trẻ có chìa khóa để tự động mở cửa vào nhà vì cha mẹ không có ở nhà khi mình từ trường về. Nhưng trong tiếng Anh là latch key kids. Trong xã hội này những đứa trẻ như vậy rất nhiều. Vì sự vắng mặt của những người cha trong đời sống của chúng nó. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài là đấng bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Ngài làm cho họ biết chính Ngài khi Ngài đi ở trong khu vườn thân ái đó. Đến độ Adam và Eva quen thuộc với bước chân của Chúa. Chúng ta không biết Chúa bước chân của Ngài như thế nào nhưng mà Adam và Eva biết. Vì chính ông đã nói, tôi nghe tiếng Chúa bước ở trong vườn, tôi sợ nên đi lẩn trốn. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, Ngài có thể đi một cách mà Adam cần biết và nghe được tiếng bước chân của Chúa. Nhưng Chúa bày tỏ cái sự hiện diện của Ngài đến cái độ Ngài đi ở trong khu vườn đó thì Adam quen tiếng bước chân của Ngài. Nhìn lại tôi cũng cảm ơn Chúa. Thì khi còn nhỏ tôi nhớ đến những âm thanh quen thuộc khi ba của tôi đi làm về. Tôi biết tiếng chiếc xe Honda 69 của ông. Có một cái bô rất đặc biệt. Mà khi ông còn cách nhà chừng khoảng 3-4 căn là tôi biết ba về. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng biết tiếng bước chân của ông. Và tôi cũng
biết được một cái giọng nói khi ba tôi thật là vui vui tột độ đó, âm thanh của tiếng nói của ông như thế nào. Tôi nhớ một ngày kia ba tôi dắt tôi đi câu cá. Ông nội tôi có những chiếc tàu chạy đò đó. Thì khi mà đậu ở trong bến mà ở ngoài sao đuôi, ngoài sao lái của chiếc tàu này đó, nó đưa ra rất là xa, cho mình ở trong cái vị trí tốt nhất để có thể câu cá được. Tôi nhớ hôm đó ba tôi dắt đi câu cá, cá ba sa, cá bông lau, mà câu bằng mồi chuối. Nếu mà trái chuối móc vô trong cái lưỡi câu mà ném ra nó bể, nó rớt trước khi chìm xuống. Cho nên người ở vùng của chúng tôi có đan một cái vỏ nhỏ để khi móc cái khúc chuối vào bỏ vô trong cái vỏ đó. Rồi bởi vì nó phải ném ra xa ở bên ngoài để nó không bị mất gốc, nó bị rác hay là những cái thứ mà người ta đổ xuống dưới sông, thì phải ném rất là xa. Mà cái sợi dây nhợi rất là lớn. Tôi nhớ ba của tôi nhọc nhằn xong ném một cái thật là xa ra ngoài đó, nghe cái búng một cái. Ông chờ cho khi nó chìm xuống, ông giao cái sợi dây qua cho tôi. Vừa mới cầm sợi dây, tôi nghe cá nó đến ăn. Tôi giật một cái bằng hết sức của mình một cái. Ba tôi giận và nói sao, ba vừa mới ném ra cực như vậy mà con lại phá mồi. Nó nói không ơi, dính con cá rồi. Ông cầm sợi dây lên thử, ông nói, ô, có thiệt. Và cái tiếng nói và âm thanh của ông trong lúc đó tôi còn nhớ như ngày hôm qua. Phát ra một cái âm thanh rất là đặc biệt, để ông vui. Cảm ơn Chúa. Kéo vào thì là con cá lớn nhất ở trong đời, kể cho đến ngày hôm nay, là con cá mà tôi câu được ở trong ngày hôm đó. Kéo lên được luôn rồi, ba tôi bỏ dây, bỏ nhợ tất cả mọi thứ xuống. Ông cầm con cá, ông chạy trước và kêu Khánh, mình đi về. Đi gì à? Tôi nhớ bác ba của tôi, ba của Nguyễn Quốc Dũng đứng ở trên lầu, hỏi con cá nó có đuôi không mà Khánh nó câu được. Tôi nghe ba tôi nói, con cá rất lớn anh. Mà không để ý đến chuyện đó. Hai cha con chạy về tới nhà, ba tôi kêu mẹ tôi ra, Khánh nó câu được con cá lớn quá em ơi. Và lúc đó là mùa nước lớn, cho nên cái tầng ở dưới nhà của chúng tôi là nước nó ngập vào trong đó. Cảm ơn Chúa rộng con cá trong đó, mà suốt đêm nó nhảy đùng đùng vào trong đó. Bởi vì con cá lớn đủ để nấu một cái nồi canh chua ba gia đình mới ăn hết. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ cái kỷ niệm đó vô cùng, như mới ngày hôm qua, kỷ niệm được ba luôn ở cùng và hướng dẫn mình. Khi niềm vui đi câu cá chung với ba, cái niềm vui để đào cái hồ nuôi cá, phá những cây cẳng bầu xuống và dọn một cái vùng đất để làm một cái vườn sinh thái. Tính ở dưới nuôi cá ở trong cái mương ở dưới chung quanh, ở giữa thì chừa lại cái đất để mà trồng nhãn, chung quanh là trồng dừa, và có ý định đó là nuôi heo để có một cái sự tuần hoàn của thức ăn và đủ mọi thứ, trồng chuối nữa. Cái kỷ niệm rất là đặc biệt, kỷ niệm mà cha luôn bày tỏ sự hiện diện ở bên cạnh mình. Đây là chỗ mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài dành thời gian cho con cái của Ngài. Và đó cũng là điểm suy sụp của hầu hết những người cha. Vì chúng ta có thể dành quá nhiều thời gian cho việc chu cấp cho con cái của chúng ta, khiến chúng ta không còn thời gian để có mặt ở trong đời sống của con. Phải có sự quân bình. Và biết nhu cầu lớn nhất của con không phải là đồ chơi, không phải là cái iPhone, không phải là cái iPad mà chúng ta cho nó đâu. Mặc dù nó la làng, nó đòi. Nhu cầu lớn nhất của con là thời giờ chúng ta dành cho con. Hồi xưa tôi không có giờ. Thì không. Có thể chúng ta dành thời giờ cho những thứ mà chính chúng ta nghĩ là nó giá trị, hơn là chúng ta dành thời giờ cho con của mình. Mục sư A.W. Criswell là mục sư quản nhiệm Hội Thánh First Baptist of Dallas. Hội Thánh đó trong vòng 140 năm lịch sử của họ có 3 mục sư thôi. Mục sư W. Criswell đã quản nhiệm Hội Thánh đó trong 50 năm. Khi ông về già trước khi qua đời, ông thừa nhận trước khi ông chết đó là ông đã mắc một cái sai lầm. Ở đây là ông nói, nếu tôi có cuộc sống của mình để sống lại một lần nữa, tôi sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên của mình.
Trong suốt những năm tháng của cuộc đời, ưu tiên của tôi trước hết là Đức Chúa Trời, thứ hai là Hội Thánh, thứ ba là gia đình của tôi. Nếu tôi có cuộc sống của mình để sống lại một lần nữa, tôi sẽ xếp thứ tự lại thành ra Chúa, gia đình, rồi sau đó là Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng tôi đã sai lầm trong việc đó. Đối với anh em, Chúa, gia đình và công việc làm. Đối với chúng tôi những người hầu việc Chúa, thì sự hầu việc Chúa của chúng tôi là công việc của chúng tôi đó. Thì cũng phải là Chúa, gia đình, rồi mới đến Hội Thánh. Nếu chúng ta không sắp đặt thứ tự này đúng đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ không đầu tư một cách đúng chỗ, không liên lạc đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng. Chúng ta sẽ thức tỉnh trong một ngày và chúng ta nhìn lại, thấy con cái, gia đình của mình không còn ở bên cạnh mình. Đức Chúa Trời, gia đình, rồi mới tới việc làm. Chúng ta thấy tệ hại nhất: việc làm, gia đình. Nếu tin Chúa mà mẹ đó thì còn có Chúa ở trong đời sống của mình. Ưu tiên thì Chúa ở hàng thứ. Ông Washington với ông Lincoln là số 1. Ông Benjamin thì còn cao hơn nữa. Nó tờ $100, tờ $50. Đồng tiền, việc làm. Thì chúng ta đặt nó ưu tiên, chúng ta thay vì Đức Chúa Trời, chúng ta gặp trở ngại lớn. Gia đình, như tôi thường nói với anh em, với Hội Thánh, nếu ngày mai tôi không còn là mục sư của VBC Houston, Chúa Ngài sẽ sắp đặt một người khác đến để làm mục sư của Hội Thánh. Nhưng không ai có thể thay thế tôi để làm chồng của cô Hạnh, bà cha của các con của tôi. Và họ chính là những người mà các anh em có thể ra về. Nếu tôi nằm xuống, về tới nhà rồi, họ vẫn là những người ở bên cạnh ngôi mộ của tôi nếu tôi qua đời sống. Hãy dành thời giờ và đầu tư vào Chúa và những người sẽ khóc cho chúng ta trong ngày tang lễ của chúng ta. Bởi vì mỗi phút dành cho gia đình đầu tư chất lượng, nó tốt hơn tất cả số tiền trên thế giới mà chúng ta có thể kiếm được. Để cho tôi nhắc nhở anh chị em, có những người rất thành công về tài chính, họ trèo những cái bậc thang của danh vọng, và khi họ lên tới trên đó rồi nhìn lại, không có vợ con ở bên cạnh nữa để hưởng những điều đó. Và tất cả những người mà tôi tiếp xúc, họ nói rằng it's lonely on the top, rất là cô đơn ở trên đỉnh cao của danh vọng của mình. Hãy đặt lại thứ tự trong đời sống của chúng ta, dành thời giờ và có mặt ở trong đời sống của con. Ngày hôm nay, những cái tệ nạn của xã hội, 87% những người nổ súng giết người là xuất thân từ những gia đình mà người cha vắng bóng. Người cha có thể ở trong nhà đó nhưng mà không có mặt ở trong đời sống của con của mình. Những người lẫn lộn vai trò, không biết mình là nam hay nữ, là những người nam, vì sự vắng mặt của người cha trong đời sống. Chúng ta thấy những cuộc xuống đường, những cái việc hôi của rầm rầm như vậy đó. Câu hỏi đặt ra trong lòng của tôi khi tôi quan sát điều đó, thầm nguyện và cầu nguyện: những người cha ở đâu? Những người cha của những người trẻ đang phá hoại này ở đâu? Thấy tệ trạng mà những người phụ nữ phải phá thai, hay là sinh con mà không có cha, thì câu hỏi là cái người mà đã làm cho người con gái này mang bầu bây giờ đang ở đâu? Dĩ nhiên vắng bóng bởi vì người cha không có mặt để có thể giúp đỡ cho con của mình biết được về hậu quả của những việc mình làm. Có mặt để kèm, để dắt con của mình ở trong những ngày mà chúng lớn lên, chứ rất là quan trọng. Hỏi anh em của tôi, có thể thành công trong đời sống tài chính đó, nhưng mà rồi sao nữa? Hãy có một sự quân bình và đặt thứ tự ưu tiên trở lại. Thì con gái của chúng ta rất là cần chúng ta. Cần chúng ta bày tỏ sự hiện diện. Cần chúng ta có mặt ở trong đời sống của chúng nó.
để giúp đỡ, để trang bị, để khích lệ. Nguyên tắc thứ ba của vậy đó là sự bảo vệ. Chúa đã bảo vệ họ, Đức Chúa Trời đã đặt họ trong vườn, đã cung cấp cho họ và hiện diện với họ. Nhưng Ngài không chỉ nói cứ làm đi, hay con muốn làm gì thì làm, bất cứ điều gì con thích, bất cứ khi nào con thích. Không. Sáng Thế Ký chương 2 câu 16-17, Chúa Ngài đã bày tỏ cái sự bảo vệ của Ngài khi Ngài hướng dẫn họ điều này. Sơ và Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn qua quả các thứ cây ở trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Bảo vệ cái chỗ nào vậy mục sư? Nếu chúng ta nhìn các điều răn của Chúa, lời dạy của Ngài là một cái gánh nặng. Từ nơi mục đích Chúa Trời không muốn chúng ta vui, cho nên muốn đài chúng ta và bắt chúng ta nhìn những thứ của vui của đời, thì chúng ta sẽ không hiểu được tấm lòng của Chúa. Nếu chúng ta nhìn ở trong lăng kính, Đức Chúa Trời Ngài phán những điều này và Ngài hướng dẫn bởi vì Ngài yêu thương họ. Rồi chúng ta nhìn 10 điều răn của Đức Chúa Trời như là 10 điều yêu thương mà Chúa Ngài ban cho để bảo vệ tuyển nhân của Chúa khỏi những đau khổ nước mắt ở trong đời sống. Và cái sự ngỡ ngàng nhất xảy ra khi họ nhắm mắt xu tài. Trước mặt ta ngươi chớ của các thần khác. Chúa Ngài cấm không cho thờ lại những thần khác, vì Đức Chúa Trời biết nó không có làm gì được cho mình. Các thần khác không giúp đỡ, không hiện diện được, không chu cấp, không thể làm gì được cho con người của chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng, nhưng mà con lạc vào trong cái chỗ đó, con thờ lại những thần khác, cuộc đời của con sẽ là đau khổ. Chớ làm tượng chạm. Chúa cấm không cho thờ hình tượng, bởi vì Chúa thương mà Chúa biết rằng thờ hình tượng, làm những tượng, có nhiều khi mua nó một cách rất là đắt tiền. Như tôi đã từng đến nhà của một chị em đập một cái tượng Phật bằng cẩm thạch, nghe nói rằng họ mua gần 5.000 đô la. Mà lạ lắm, buổi sáng đó khi chúng tôi sắp sửa tới để đập chúng nó thì từ trên kệ nó rớt xuống đất hết. Chỉ trên lầu nghe một cái rổ một cái, chạy xuống coi thấy mấy ông lũ khổ nằm dưới đất. Ủa sao? Chuyện gì? Chắc có lẽ người ta làm đường làm xá ở ngoài cho nên nó bị chấn động ở dưới đất mà cái kệ này nó rớt xuống. Không, kệ vẫn còn. Cho nên lượm từng ông một bỏ lên trở lại. Xoay lưng đi lên, vừa mới lên bậc thang, một cái rổ một cái nữa mấy ông rớt xuống đất hết. Thì sợ quá, chạy lên thay quần áo xong đi ra điểm mặt của nó, mấy ông chờ một sư khánh đến, ông giải quyết mấy ông. Rồi xách chìa khóa chạy ra tìm mất. Đức Chúa Trời biết, chúng ta đặt lòng tin và nhờ cậy các tượng là vô tri này đó, thì sau một ngày chúng ta rất là thất vọng. Và khi chúng ta mở mắt ra, phía bên kia của hơi thở cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là ngỡ ngàng, vì không có ai để cứu hết đó, mà lại đứng để đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nghe yêu thương và nói rằng đừng làm những điều đó. Đó là những điều mà tôi xin khuyến khích anh chị em, đó là những lời răn dạy yêu thương của Cha Thiên Thượng của chúng ta, chứ không phải là những lời cấm đoán không muốn cho chúng ta vui đâu. Chứ nó đừng ham vợ người, của cải của người, rồi súc vật của người. Sao Chúa cấm không cho con vui? Ừ, rồi biết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền với con người rằng con được tự do ăn qua quả các thứ, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc con sẽ chết. Để đưa ra cho tác của luật của Chúa. Ngài định những luật này để cai trị ở trên thế giới loài người của chúng ta cũng như vũ trụ này. Khi chúng ta vi phạm thì những luật này sẽ lập tức trừng phạt chúng ta. Như tôi thường dùng cái hình ảnh luật hấp dẫn trái đất. Chúa Ngài đã định như vậy để chúng ta mới có thể sống được ở trên trái đất này. Còn không, chúng ta sẽ bay lơ lửng. Chúng ta đang ở cái chỗ của tiểu bang Texas, chúng ta thì khoảng giữa quả địa cầu. Nhưng mà dưới Chile hay là tuốt ở trên Alaska thì chúng ta sẽ thấy họ ở trên đỉnh. Và dưới Chile thì nó nằm ở dưới. Và nếu không có sức hút của trái đất thì là họ rớt xuống dưới rồi. Lực hấp dẫn trái đất rất là quan trọng, Chúa định, để nó bảo tồn sự sống của tạo vật của Ngài. Mà chúng ta xem thường nó, chúng ta sẽ gặp lấy hậu quả.
ai đứng ở trên mái nhà và nói làm gì có chuyện sức hút trái đất cái chuyện đó. Họ nói bậy, bước ra khỏi mái nhà, rồi chuyện gì xảy ra? Hậu quả là gãy chân, mất mạng. Anh chàng có biết hầu hết những thứ chúng ta làm đều có hậu quả không? Chạy xe quá tốc độ có hậu quả của nó, uống rượu quá mức có hậu quả của nó, ma túy có hậu quả của chúng, quan hệ tình dục trước hôn nhân và ngoài hôn nhân có hậu quả của nó, ăn quá nhiều cũng có hậu quả của nó. Chúng ta cần lưu ý những hậu quả này và cách chúng liên quan đến kỷ luật và những cái quyết định xấu sai của chúng ta. Hậu quả thứ nhất đó là sự ngăn cách. Trước hết Đức Chúa Trời cho họ biết rằng nếu họ phạm tội, họ sẽ bị ngăn cách với Chúa. Và chắc chắn điều đó khiến cho họ buồn vì mối tương giao chặt chẽ mà họ có với Đức Chúa Trời bây giờ đã bị gián đoạn. Tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Nó là một sự đứt đoạn với Chúa, sự hiện diện mà Chúa Ngài muốn bày tỏ luôn luôn đó. Bây giờ, trước đây thì Adam và Eva vui vì mỗi buổi chiều Chúa Ngài đi vào trong vườn gặp gỡ họ, trò chuyện với họ. Lần này nghe tiếng chân của Chúa vì tội và cái quyết định chọn làm sai của họ. Họ nghe tiếng của Chúa, họ chạy trốn. Anh xem để ý lại trong mối liên hệ chúng ta với Chúa. Khi nào mà thấy đi thờ phượng Chúa mà mình thấy nó ớn ớn, không biết đi vô trong nhà thờ hôm nay, một sư hay là một người cầu thai nào đó trong hội thánh, anh em có ân tứ của lời khôn ngoan và tri thức Chúa cho biết tội mình phạm cái chết. Thì có nhiều người khi tôi nhìn họ, cái hội giật mình nói, sao một sư? Nhưng nếu chúng ta có một mối liên hệ tốt với Chúa, thì chúng ta sẽ rất vui, chúng ta không đợi nổi để chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Chúa. Hậu quả thứ hai đó là sự gia tăng. Khối lượng công việc bình thường bây giờ đã tăng lên cái sức nặng của nó. Khi họ phạm tội, những việc trước đây là dễ dàng nhẹ nhàng trở nên gánh nặng. Họ có thể vui ngưỡng bao nhiêu thứ cây, tôi không biết là trong đường Ê-đen có bao nhiêu ngàn cây và thức ăn ở trong đó. Chắc chắn nó phải là tuyệt vời vì Chúa Ngài dựng nên và Ngài nói rằng đó là tốt. Nhưng dù để ý đến chỉ nhắm cái cây ở giữa vườn Chúa không cho, cứ ghi mắt nhìn vào trong đó. Khi họ trái xuống ăn một cái thì bây giờ gánh nặng của công việc bây giờ gia tăng. Lời của Chúa rủa xả trên đất và loài người. Kể từ ngày hôm nay, các ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có ăn. Trước đó không nghe con người chúng ta có đổ mồ hôi. Nhưng mà khi tội lỗi đi vào thế giới của chúng ta, tất cả đều bị rủa xả và trở nên băng ngoài. Lúc bây giờ mới có sự chết. Bây giờ cũng vẫn phải làm công việc là hãy sinh sản thêm nhiều và làm chỗ đầy dãy đất, bắt đất phải phục tùng. Nhưng mà không có sự hiện diện của Chúa nữa, nhưng mà bây giờ phải làm bằng sức của mình. Cho nên phải làm đổ mồ hôi trán mới có ăn. Trồng đó thì không ra cái thứ mình trồng mà gai với tật lê nó lại mọc lên thế chỗ. Còn bông trái trong tử cung của người phụ nữ sẽ đem lại sự đau đớn khi sinh nở. Rồi cái điều mà cả nhân loại đều phải trải qua đó là sự hụt mất. Chúa đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen, nơi phước hạnh mà Chúa đã đặt họ vào trong đó. Và bây giờ họ mất sự vinh hiển của Chúa. Trước đây là một tạo vật mà Chúa Ngài lấy sự vinh hiển đội trên đầu của họ. Bây giờ hụt mất cái sự vinh hiển đó, con người trở nên côi cút. Tôi hình dung hai vợ chồng mới ngày hôm trước ở trong khu vườn phước hạnh đó. Vợ chồng nắm tay nhau, bị Chúa đuổi ra khỏi vườn mà Chúa Ngài đặt một thiên sứ cầm gươm đứng canh giữa vườn. Họ xa quê hương kể từ đó. Hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì loài người đã phạm tội, vì mọi người đều đã phạm tội. Hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi họ được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cái chữ giống như Đức Chúa Trời đó, trong tiếng Hebrew là chữ Marshall, có nghĩa là các tạo vật khác. Trước khi Adam và Eva hái trái phạm tội đó, họ nhìn, họ nói, ô, Đức Chúa Trời. Rồi khi đến gần nó, ô, Adam và Eva. Thì họ được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa, giống như Đức Chúa Trời. Với đây sự vinh hiển của Ngài. Bây giờ sự vinh hiển của Chúa biến mất. Hai ông bà nhìn nhau, thấy xấu hổ vì mình trần truồng. Không mất sự vinh hiển của Chúa.
có những hậu quả cho sự không vâng lời của họ, đem đến đời sống gặp trở ngại. Ở như người cha, chúng ta cần giúp cho con gái của chúng ta biết hậu quả của những quyết định sai. Chỉ có chúng ta mới có thể dạy cho con cái chúng ta điều đó được. Cảm ơn Chúa, trong gia đình của chúng tôi có mô phạm, có người học sư phạm, có cô giáo. Tôi để ý, tôi nghe cách mà Khánh An dạy cháu của mình là Austin. Make a good choice. Làm một cái sự lựa chọn tốt, rồi con sẽ được thưởng. Tôi dùng Đức Thánh Linh, Ngài cũng nhắc nhở với chúng ta, con ơi, hãy quyết định đúng. Những cái lựa chọn đúng như lựa chọn tốt có phần thưởng, còn tất cả những cái công việc của tội lỗi nó có hậu quả của nó. Vì vậy người cha tốt sẽ cố gắng bảo vệ con cái của mình bằng cách cung cấp một tấm gương, một sự hướng dẫn tích cực, cũng như bằng cách đặt ra các giới hạn và ranh giới cho con cái của mình. Và vì sự dại dột trong lòng của con trẻ, khi chúng ta đặt một cái ranh giới thì cái sự nổi loạn trong nó tìm cách nó bước qua khỏi ranh giới rồi xem cha mẹ làm cái gì. Nếu chúng ta không có một cái giới luật thì nó sẽ quen cái điều đó. Nó nói má mẹ của tôi nói như vậy mà tôi phạm, đâu có chuyện gì xảy ra. Nó quen như vậy, khi nó ra ngoài đời nó phạm pháp thì bị tấm cổ. Vì chúng ta thiếu dạy dỗ con cái, nuôi dưỡng con cái một cách tốt đẹp. Đây là điều Chúa đã làm, và một người cha tốt cũng phải học theo gương của Ngài. Amen. Nguyên tắc thứ tư của vai trò người làm cha đó là sự chuẩn bị. Chúa đã chuẩn bị cho họ. Ngài chuẩn bị cho họ học để lựa chọn. Sự lựa chọn của riêng họ bằng cách cho họ sự tự do và trách nhiệm. Đây là cách để chúng ta có thể giúp đỡ cho con cái của chúng ta trong sự chuẩn bị. Chỉ dẫn cho con cái, nhưng mà biết rằng mọi cái sự tự do đều có cái trách nhiệm cặp theo. Như tại Mỹ này, nếu chúng ta có bằng lái là chúng ta được quyền tự do đi bất cứ nơi nào. Có đường, có xá là chúng ta có thể đi được. Chạy mà đến hết xăng, gần hết xăng ghé vô trạm xăng, đổ thêm đầy bình xăng, cứ đi tiếp. Chúng ta được tự do đi bất cứ nơi nào. Nhưng nếu chúng ta chạy quá tốc độ và vi phạm luật, chúng ta sẽ bị treo bằng lái. Thì sự tự do đó sẽ mất. Sự tự do luôn luôn có trách nhiệm cặp theo. Vì chúng ta cần truyền đạt điều này trong đời sống của con cái của chúng ta. Cho nên hỏi như người cha, hãy sống là một cái gương ở trước mặt con của mình. Nếu chúng ta phạm pháp, chúng ta dối trá trong những thứ ở trong đời sống của chúng ta mà còn hãnh diện nữa, con vậy chứ cũng khôn chán á. Biết tìm được một cái người khai thuế giỏi quá, năm nay mình qua mặt được sở thuế, mình lấy được rất là nhiều tiền về. Con nó nghe xong rồi mình lại căn dặn nó, con phải là một cái người sống một cách trong sạch thanh liêm nha. Nó nói ông dạy ông ấy, mình phải thành thật. Con à, cái bà đó mà bà gọi đó thì con nói là mẹ không có nhà, ba không có nhà. Tại sao? Thì tao không có thích nói chuyện với bà. Con bắt điện thoại lên, ngồi ngay trước mặt nó, nháy nháy mắt, nói tao không có nhà. Và chúng ta đòi con cái của chúng ta phải thành thật. Anh chị em có thấy sự mâu thuẫn đó không? Lẽ thật mà không có áp dụng sẽ tạo nên sự nổi loạn trong con cái của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để bắt đầu từ trong gia đình. Xin Chúa ban ơn để các anh em của tôi, những người cha, những người chủ gia đình, những người nam trong hội thánh. Nam tính trong định nghĩa của Đức Chúa Trời là một người sống một cách trưởng thành, sống đúng theo kế hoạch mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. Trong sự chu cấp, trong sự bảo vệ, Chúa cho chúng ta mạnh mẽ, có sức khỏe hơn. Không phải để chúng ta vũ phu đánh vợ. Như tôi đã từng tuyên bố, và tôi cũng sẵn sàng để nói một lần nữa, tuyên chiến với những người đánh vợ. Nếu tôi biết việc đó, tôi sẽ nhờ cảnh sát đến còng đầu bạn. Vì Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam với sức mà Chúa Ngài cho để bảo vệ phái yếu. Vì Đức Chúa Trời Ngài tin cậy và Ngài dắt cái người vợ đến giao cho mình. Mình có cái trách nhiệm như lời của Chúa Ngài đã bảo cho Adam. Trước khi Chúa Ngài dắt Eva đến, tạo nên Eva, dắt đến cho Adam, Chúa bảo ông phải chăm sóc khu vườn mà Chúa Ngài đang đầy ông. Với chữ chăm sóc tại đây, trong nguyên tác và trong tiếng Anh cổ, đó là chữ husband.
Còn ngày hôm nay người ta dùng là chữ người chồng đó, tiếng Anh husband. Tại sao? Người chồng là husband. Bởi vì Đức Chúa Trời ngày đã định người chồng là người chăm sóc. Vợ của mình cưới về, sau một thời gian sống chung nàng phải đẹp ra, phải xinh đẹp hơn, trẻ hơn là ngày mình nhận nàng. Chứ còn đem về mình chăm sóc làm sao mà mấy năm sau tôi nhìn không ra. Thì đó là một cái người làm vườn quá tệ. Amen. Các chị em có amen điều này không? Amen. Mẹ nghe chưa? Xin Chúa ban phước. Và không có một cái trường lớp nào mạnh cho bằng con trai của chúng ta nhìn thấy cách chúng ta đối xử với mẹ của nó. Sống như thế nào để con của chúng ta một ngày nó sẽ có những lời tâm sự với chúng ta. Con học được cách để chăm sóc vợ của con vì con nhìn thấy cách ba chăm sóc mẹ. Đó là một cái huy chương tốt nhất, đẹp nhất mà một người cha có thể nhận được. Không có một cái lời tuyên bố nào đau khổ và tệ hại cho bằng con không muốn giống như ba của con. Con không muốn giống bố của con. Muốn như vậy, chúng ta phải học theo gương của Cha Thiên Thượng, Cha tốt lành của chúng ta. Đấng đã bày tỏ sự chăm sóc của Ngài, Đấng đã bày tỏ sự chu cấp của Ngài, Đấng đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài, Đấng đã bày tỏ sự chuẩn bị của Ngài. Sống và làm gương cho con, chuẩn bị cho con cái ngày nó ra đời. Khi con cái ở trước mặt chúng ta, rất dễ để nó đã thể hiện những cái nét tốt, bởi vì có mặt mình ở đó. Nhưng mà cái điều sẽ là tuyệt vời nhất khi tiếng đồn trở về, đó là khi chúng ta không có mặt với con cái mà chúng nó sống như thế nào mà người khác nhìn thấy và nói rằng ông Nguyễn Sư Khánh làm sao là một cái người xấu như người ta đồn được. Nhìn trái biết cây à. Nếu ông là xấu như vậy là tà giáo, làm sao ông có thể nuôi được những người con lịch sự và gentleman như thế này. Oh, cảm ơn Chúa. Các anh em của tôi, xin đừng nghe như điều này. Nó một sự cánh, bữa nay ông giảng Moran một cái quá sắc cỡ, đầy đầu luôn. Không, tôi muốn giúp các anh em. Tôi cần các anh em. Chúng ta cần tạo nên một đội ngũ của những người sống và bày tỏ một cách rất nam giới để làm gương và hướng dẫn thế hệ kế thừa của chúng ta. Vì có một trận bão lớn cấp 5 đang thổi về gia đình của chúng ta và thế hệ của con cháu của chúng ta. Sức tàn phá của nó là không gì có thể đứng nổi. Cho nên hãy trở lại với câu Kinh Thánh mà tôi đã mời các anh em cắt cốt ghi tâm. Phaolô đã nói cho Hội Thánh ở tại Corinto, Corinto thứ nhất chương 16 câu số 13. Anh em hãy tỉnh thức. Nếu trong những ngày qua mình ngủ mình cái chuyện nuôi con cái, Chủ nhật tôi xách nó đến nhà thờ, tôi thả nó vô để Hội Thánh dạy Kinh Thánh của nó là đủ rồi, còn tôi đi chơi. Đi chợ, đi chơi đi đâu đó rồi đến hết giờ tôi ghé qua tôi rước nó. Tỉnh thức. Vì chúng tôi chỉ có các cháu ở trong tay tối đa là 2 tiếng đồng hồ trong tuần. Các cháu cần sự có mặt của cha mẹ những thời giờ còn lại ở trong tuần. Đừng giao con cho Hollywood nó dạy. Đừng giao con cho video game nó dạy. Đừng giao con cho cái iPhone, iPad nó nuôi con cái chúng ta và nó giữ chúng nó. Phải có sự có mặt của chúng ta. Anh em hãy tỉnh thức. Anh em hãy đứng vững ở trong đức tin. Đức tin của chúng ta đang bị bắn phá từ tứ phía. Nếu chúng ta không vững vàng ở trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Thánh của Chúa ở trong nước Việt Nam cũng cần để ý. Có một người quen biết về tổ chức của Chứng nhân Jehovah cho biết rằng họ bỏ bạc tỷ mua chuộc những nhà cầm quyền ở tại Việt Nam để họ sẽ rao truyền cái tín lý của Jehovah Witness, Chứng nhân Jehovah ở tại đất nước của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời một người, Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời vân vân,
nó là những cái hình thức biến thể của chứng nhân Jehovah. Nó đã đầu tư, nó bỏ tiền, nó đã làm tài liệu để nó đổ khắp ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Anh em của tôi, hãy đứng vững ở trong đức tin. Hãy can đảm. Can đảm không phải là không biết sợ, nhưng mà là chúng ta đã đối diện với cái sợ đó rồi. Bây giờ chúng ta chọn là can đảm và mạnh mẽ. Hội thánh của Chúa cần những người đàn ông mạnh mẽ, những người đàn ông can đảm, những người dám đứng cho niềm tin của mình, trong sự bảo vệ con cái gia đình của mình. Thì có như vậy vợ của chúng ta mới cảm thấy được bình an, con cái chúng ta mới cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc bảo bọc của chúng ta. Anh em có thể nói như một sư nó hơi trễ cho tôi rồi. Không bao giờ là quá trễ. Có một trung tá của Delta Force của Mỹ, một ngày ở trong cái vị trí và nghe được những lời như thế này. Ông đã khóc và ông chạy lên. Năm đó ông đã 70 tuổi. Anh xin mục sư giúp đỡ cho tôi. Nếu ông giúp, bằng lòng giúp. Đó là tôi cần cái lời chúc phước của người cha. 70 tuổi, là một tướng lãnh của quân đội đặc biệt của Hoa Kỳ, Delta Force, là người đã điều khiển ở trong một cái cuộc đổ bộ của họ, mà có một cuốn phim được dựng lên, đó là Black Hawk Down. Tướng lãnh như vậy vẫn hạ mình xuống đủ vì nhận biết rằng mình cần cái sự chúc phước của một người mà Đức Chúa Trời đặt để ở trên mình. Ông quỳ xuống trong nước mắt công nhận. Và ngày hôm nay ông cũng quyết tâm là bất cứ nơi nào ông đi, ai cần ông cũng sẽ cậy ơn Đức Chúa Trời và có lời chúc phước của người cha ở trên những người đó. Nó sẽ làm cho tấm lòng của người con kinh nghiệm được cái phước hạnh của việc mình không phải là một đứa con ngoại tình, không phải là một đứa con ngoại, nhưng mà là một đứa con được tiếp nhận. Nó đem lại một cái sự thay đổi rất là lớn ở trong tấm lòng của người con. Cảm ơn Chúa. Cho nên các anh em của tôi, có giận nãy giờ thì bây giờ hiểu rồi, đừng giận nữa. Tôi cần các anh em cộng tác với tôi để chúng ta sẽ hướng dẫn cho những người trẻ, cho con cái của anh em ở trong những ngày sắp đến. Cho tôi nói thật, những người tiếp xúc với các em cho biết một điều: đa số con em của các anh em, chúng nó đã nói với nhau cái giây phút mà chúng nó xong tốt nghiệp trung học, nó sẽ lìa gia đình càng sớm, bởi vì nó không thấy được cái môi trường tốt đẹp ở trong nhà của mình. Ouch. Đó là sự thật mà chúng ta cần tỉnh thức. Đâu là lời của Chúa? Con cái phải ngồi xung quanh bàn của chúng ta, vợ cũng ngồi trên bàn của chúng ta. Con cái nó chịu không nổi đến độ cái giây phút mà nó được quyền pháp lý sẽ lập tức rời nhà. Nó sẽ đăng ký và tìm cách để đi học ở xa, và nó muốn rời nhà càng sớm càng tốt. Khi tôi nghe tin tức đó, tôi đã ăn năn ở trước mặt Chúa và cầu nguyện cho anh em. Chúng ta cùng nhau hiệp tạc. Các chị em của tôi hãy cầu nguyện cho quý ông, chấm dứt tình trạng người cha vắng bóng, người cha vắng mặt. Người cha phải có mặt ở trong đời sống của con cái của chúng ta. Có thể không trực tiếp, nhưng mà chúng ta vẫn giữ đường dây liên lạc đối với con cái của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng biết con mình ăn ở đâu, trong đời sống tâm linh mức độ của chúng nó như thế nào. Sống làm gương cho con cái, để tất cả mọi chúng ta đều sẽ bừng lên ở trong ơn của Chúa. Những điều tôi chia sẻ hôm nay mang lại một sự nhắc nhở khích lệ nào đó cho các anh em. Tôi xin mời cùng đứng lên với tôi và chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa can thiệp, xin cho Ngài ban phước. Lạy Chúa, hơn cả những điều chúng con biết, Cha biết tất cả. Cha biết nam giới ở tại đất nước này cũng như trong xã hội ngày hôm nay đang là điểm tấn công của thế giới tối tăm. Gia đình của chúng con cũng là điểm tấn công của thế giới tối tăm. Nhưng con cảm ơn Chúa vì
Điều này cũng không làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên. Ngài có cách và đường lối của Ngài có thể giúp đỡ cho chúng con, để chúng con có thể có gia đình mạnh mẽ, vững chắc ở trong ơn của Chúa. Xin ban ơn và giúp đỡ để tất cả chúng con đều sẽ tỉnh thức. Chúng con không thể ngủ mê được ở trong những ngày này, Chúa ơi. Để chúng con có buồn ngủ, xin Chúa bởi sức thiên của Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức ở trong những ngày này. Để chúng con biết đêm đã khuya, ngày hầu đến, Satan biết ngày của nó sắp hết, cho nên đã tìm đủ một cách để tuôn đổ tất cả, đánh tổng lực vào ở trong thế giới loài người của chúng con, nó dần loạn mà đến với hội thánh của Ngài nữa. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con tỉnh thức. Xin ban ơn để chúng con đứng vững ở trong đức tin, cho giúp đỡ cho chúng con, Chúa. Ngày mà chúng con bỏ Kinh Thánh xuống sẽ không còn nữa, mà chúng con sẽ là những con người của Kinh Thánh. Chúng con sẽ không dành chỉ giờ nhiều cho những thứ khác, bằng chỉ giờ chúng con đến với lời của Ngài. Xin lời của Chúa trở nên hiện thực ở trong đời sống của chúng con. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Xin giúp đỡ để lời của Chúa sẽ không giờ xa miệng của chúng con. Chúng con đọc thành lời, chúng con học lời của Chúa, để chúng con suy gẫm và chúng con cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Để như vậy chúng con mới được phước và được may mắn ở trong cuộc đời của mình. Xin ban ơn Chúa, bởi sức của Ngài, bởi sự giúp đỡ của Ngài. Xin tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn, để chúng con có thể biết ý của Chúa về vai trò của những người làm chủ gia đình, những người chồng, những người cha, để chúng con có thể hướng dẫn gia đình của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con nhìn nhận trong những ngày qua chúng con nhút nhát trước sự đe dọa của báo chí, của các phong tấn xã, lời hăm dọa của các tổ chức. Xin giờ này Thánh Linh của Chúa, Ngài tuôn đổ chúng con can đảm, để chúng con dám nói, chúng con dám làm, để chúng con sẽ đứng trên lập trường vững chắc của lời của Đức Chúa Trời, để chúng con hướng dẫn gia đình của mình. Cho xin thương xót những chỗ chúng con đã thiếu sót ở trong những năm tháng qua. Xin Chúa Ngài ban phước gia ơn một cách đặc biệt, Chúa Giáo, để lấp đầy những chỗ trống này bởi ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Còn dân các anh em con, những người cha, những người ông, những người chủ gia đình, những người chồng ở trong tay của Chúa, xin giúp đỡ đi hết thảy chúng con trở nên những người giống như cha của chúng con ở trên trời, giống như Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tại Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em trong ơn của Chúa và bởi quyền năng của Chúa. Hãy bước đi trong sự sống đầy kết quả, hiệu quả trong ơn của Ngài. Gặp lại các chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của Hội Thánh, trong Thánh Kinh mùa hè bắt đầu tối mai. Nếu ai có những nhu cầu đặc biệt cần cầu nguyện, chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho anh em. Hội Thánh, Chúa ban phước. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.